BizBooks trân trọng giới thiệu tới bạn nghe cuốn sách Sự thông minh trong hài hước, nói tinh tế, dễ vào tim của tác giả Lý Thế Cường, dịch giả Hà Dung với giọng đọc của Kim Chi. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Vì vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng BizBooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Sự thông minh trong hài hước, nói tinh tế, dễ vào tim. Chương 5. Để lại ấn tượng khó quên ngay lần đầu gặp mặt. Thu hút thêm tình bạn nhờ sự hài hước. Khi giao lưu với bạn bè, trêu đùa là một việc hết sức bình thường và tự nhiên. Sự hài hước, dí dỏm có thể khiến mọi người cười sảng khoái, thắt chặt thêm tình bạn, giúp cho việc giao lưu giữa đôi bên trở nên thú vị hơn. Dù quảng giao không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng nếu biết cách ăn nói hài hước và thể hiện tính cách khôi hài, bạn sẽ chiếm được thiện cảm của mọi người, rồi tới một ngày, bốn bể đều sẽ là anh em của bạn. Nhà văn Pháp nổi tiếng Alexandre Dumas con, chú thích 11. Phân biệt với Alexandre Dumas cha, hết chú thích 11. Là người dí dỏm và nhanh trí, rất được lòng bạn bè. Điều này giúp ông trở thành người quảng giao, có cơ hội nâng cao kiến thức và tích góp thêm nhiều tư liệu quý giá cho tác phẩm của mình. Lần nọ, một người bạn của Dumas soạn một vở kịch mới và mời ông đến rạp theo dõi trước khi vở kịch được trình diễn. Dumas và cậu bạn ngồi ở hàng ghế đầu sau khi buổi biểu diễn bắt đầu. Ông không tập trung thưởng thức mà lại ngoảnh ra sau và đếm. 1, 2, 3. Cậu bạn bối rối hỏi nhà văn, cậu đang làm gì vậy? Dumas bông đùa, tôi đang giúp cậu đếm những người ngủ gật. Chẳng bao lâu sau, tác phẩm mới Trà Hoa Nữ của Dumas được công diễn. Như thường lệ, ông đã mời người bạn đó tới xem cùng. Lần này, Dumas theo dõi vở kịch một cách nghiêm túc và đến lượt cậu bạn tìm kiếm những người đang ngủ gật. Cậu xem, tối nay cũng có người ngủ gật. Khó khăn lắm mới tìm được một người, cậu bạn đó rất vui mừng. Dumas ngoảnh lại, nhìn người đang ngủ gật và nói, cậu không nhận ra người này sao? Anh ta ngủ gật từ hôm xem vở kịch của cậu đến tận hôm nay, vẫn chưa thức dậy. Khi nói chuyện với bạn bè, Dumas không chỉ tâng bốc bạn mình mà còn bày tỏ ý kiến của bản thân thông qua sự hài hước và dí dỏm. Cách giao tiếp không câu nệ này giúp đôi bên vừa có thêm nhiều niềm vui, vừa có thể thu được những thông tin có giá trị từ nhau. Ngoài ra, những câu châm biếm sâu cay còn bộc lộ tấm chân tình đáng quý khiến tình bạn của cả hai càng thêm bền chặt. Tất nhiên không dễ để chúng ta tìm được một người bạn như Dumas trong cuộc sống. Thực ra cái khó của việc kết bạn nằm ở phương pháp và vận dụng khiếu hài hước có thể được coi là một phương pháp hữu hiệu. Khi tiếp xúc với người lạ, nếu chúng ta dí dỏm một chút, bầu không khí sẽ trở nên sôi nổi và những người lạ sẽ rất vui lòng trở thành bạn bè với chúng ta. Hai chiếc xe đi ngược chiều, chạm trán trong một con ngõ hẹp. Cả hai tài xế không ai chịu nhường ai. Sau một hồi giằng co, một trong hai người lấy một cuốn tiểu thuyết dày cộp ra đọc. Người kia nhìn thấy liền thò đầu ra cửa xe, hét, này anh bạn, đọc xong thì cho tôi mượn nhé. Hành động đó khiến tài xế đang đọc sách phì cười, thế là anh ta bèn chủ động lùi xe để nhường đường. Tài xế kia thì chủ động trao đổi danh thiếp với tài xế đã nhường đường cho mình sau khi đã lái qua con ngõ nhỏ và đã thực sự mượn cuốn sách mà anh ta đang đọc. Từ đó hai người họ trở thành bạn tốt của nhau. Những người vui tính luôn được mọi người yêu quý, trong thế giới của họ không có sự cô đơn, vì vậy họ không cảm thấy bơ vơ, cũng không đau khổ vì thiếu tri kỷ. Tài ăn nói hài hước cùng kỹ năng xã giao giúp họ có thêm nhiều bạn mới. Người lạ trở thành bạn mới quen trở thành bạn lâu năm và cuối cùng họ kết bạn khắp năm châu bốn biển. Vị tài xế mượn sách trong câu chuyện trên thực sự đã phát huy tài tình nghệ thuật kết bạn nhờ óc khôi hài. Khi xảy ra xung đột với một người lạ, nếu chúng ta có thể hài hước và rộng lượng, mâu thuẫn sẽ có khả năng được giải quyết
và sự thù địch sẽ trở thành tình hữu nghị. Hãy học cách dùng sự hài hước để mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Như vậy, mối quan hệ giữa bạn và bạn bè mới càng thêm thân thiết và hòa thuận. Đồng thời, bạn cũng sẽ có thêm nhiều bạn bè nhờ tính cách dí dỏm của mình. Người hài hước có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn cho mọi người. Những người hài hước có một sức hấp dẫn đặc biệt và thường dễ gây ấn tượng tốt với người khác. Nữ nhà thơ Sylvia Plath từng nói, sức hấp dẫn có một phẩm chất bí ẩn giúp con người ta trở nên rạng rỡ, vui tươi, mê đắm và xua tan giận dữ. Nó không giống như vòi nước có thể tắt, bật tùy ý. Nó giống như sợi tơ, khéo léo bện chặt vào tính cách. Nó lung linh lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ và tồn tại dài lâu. Người thì có giọng nói quyến rũ, người thì có ánh mắt cuốn hút, người lại có tính cách lôi cuốn. Và khiếu hài hước cũng là một thứ vũ khí quan trọng giúp tăng thêm sức hấp dẫn cho mỗi người. Trong giới PR, Ronnie O'Sullivan là một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Ông không chỉ có tài nghệ xuất sắc mà còn được nhiều người quý mến. Một lần trong trận đấu giữa O'Sullivan và Makofu Biden bị đánh rơi xuống đất, O'Sullivan đứng cạnh bàn đã chuẩn bị tư thế để đánh. Nhưng vị trọng tài với dáng người đậm nhặt bi lên khá chậm. Quay lại 3 lần mà Biden vẫn chưa được đặt vào đúng chỗ. Ông đành nhăn mặt và thu lại tư thế của mình. Điều này khiến những khán giả có mặt tại sàn đấu bật cười thích thú. Trong hiệp đấu tiếp theo, O'Sullivan không đánh bi trúng lỗ vì dùng lực hơi nhẹ. Ông chậm chạp rời khỏi bàn bia tới tận khi Makofu bắt đầu chọc bi. Ông vẫn đang giả vờ để ý xem viên bi đen có rơi xuống lỗ không. Bia là môn thể thao dành cho các quý ông. Nó chú trọng đến sự tao nhã nên đôi khi sẽ không tránh khỏi cảm giác tẻ nhạt. Tuy nhiên, những hành động nhỏ hài hước của O'Sullivan đã khiến trận đấu vốn nghiêm túc, căng thẳng, có thêm sự sôi nổi và để lại sự ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Tại lễ trao giải, một nữ diễn viên chuẩn bị lên sân khấu nhận giải. Khi bước lên bậc thang, cô đã vấp phải chiếc váy và ngã xuống cạnh sân khấu. Bấy giờ, sự yên lặng bao trùm cả hội trường, bầu không khí vô cùng khó xử. Nữ diễn viên nhanh chóng đứng dậy, cầm micro và nói hết sức chân thành, xúc động. Để đến được vị trí như ngày hôm nay, để thực hiện ước mơ của mình, tôi đã phải trải qua những chặng đường gian nan, gập ghềnh, phải trả giá rất nhiều và đôi khi cũng vấp ngã. Vừa dứt lời, cả hội trường liền vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Vấp ngã tại lễ trao giải đáng lẽ là một việc xấu hổ, nhưng nữ diễn viên đã nhận được sự công nhận nhờ cách xử lý khéo léo, khôi hài của mình. Đây chính là sức mạnh của khiếu hài hước, nó có thể biến nghịch cảnh thành thuận lợi, biến mối nguy thành cơ hội. Một chiếc xe buýt chật ních người đang chạy băng băng trên đường, bỗng nhiên tài xế đạp phanh để tránh một xe tải xuất hiện đột ngột ở phía trước. Do xe phanh gấp, một anh chàng không đứng vững va phải cô gái bên cạnh. Cô gái giận dữ mắng, bẩn tính. Chàng trai vội vàng nắm lấy tay vịn, sau đó mỉm cười, nói, không phải bẩn tính, mà là quán tính. Nghe vậy, mọi người trên xe đều cười vang. Với khiếu hài hước của mình, chàng trai trẻ đã giải quyết được mâu thuẫn sắp nổ ra, khiến tất cả những người có mặt trên xe đều thán phục trước tư duy nhanh nhạy của anh chàng. Hài hước là phong thái, là biểu hiện của văn hóa, là một nghệ thuật. Hơn hết, đó còn là biểu hiện của trí tuệ, của thái độ sống. Nó dẫn dắt con người ta, khiến chúng ta suy nghĩ, khiến mọi người vui cười và cảm thấy hạnh phúc, xóa tan mây mù đang bủa vây. Đây chính là sức hấp dẫn của sự hài hước, cũng là lý do tại sao người hài hước có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn cho mọi người. Những người thú vị luôn có thể tìm thấy sự đồng điệu trong lời nói. Thường khi dự tiệc, chúng ta sẽ gặp những người mà bản thân họ toát ra một sức hút khó cưỡng khiến ai cũng muốn đến gần họ. Có thể ngoại hình của họ không nổi bật, nhưng một khi đã lên tiếng, họ có thể khiến bạn vô thức mở lòng mình. Có người sẽ coi họ là bạn tâm giao, thậm chí xem như tri kỷ, cùng họ trao đổi một vài ý kiến về lĩnh vực chuyên môn. Tóm lại, khi đứng trước kiểu người như vậy, mọi người đều có cảm giác vừa gặp đã thân, tiếc nuối vì không quen nhau sớm hơn. Tôi tin rằng trong những cuộc xã giao có nhiều người lạ, ai cũng hy vọng bản thân có thể làm quen và trở nên thân thiết với mọi người.
Thế nhưng thực tế, chúng ta lại thường nhìn người khác trò chuyện, còn mình thì trốn trong góc mà chẳng làm gì cả. Tôi tin rằng những người như thế đều sẽ cảm thấy hối hận, tại sao bản thân không thể vui vẻ trò chuyện với người khác? Thực ra, việc này không có gì khó, miễn là bạn biết cách bắt chuyện với chủ đề phù hợp. Bởi vì khi trò chuyện với mọi người, chủ đề có để lại ấn tượng tốt cho người khác hay không là điều rất quan trọng. Hãy thử tưởng tượng rằng nếu bạn gặp ai đó lần đầu tiên và anh ta chỉ nói với bạn về những chủ đề nhàm chán, liệu bạn có quý mến anh ta không? E rằng không. Khi bộ phim Nữ Hoàng Tuyết 3, Lửa và Băng được công chiếu, Tiểu Mẫn vô cùng hào hứng, cô hỏi các đồng nghiệp trong văn phòng, ta làm có ai đi xem phim với tôi không? A Phi hỏi, dạo này có bộ phim nào hay không? Tiểu Mẫn liến thoáng, có chứ, phim Nữ Hoàng Tuyết 3. Hai phần đầu rất hay, tôi cực kỳ mong chờ phần phim thứ 3 này. Một số nữ đồng nghiệp trong văn phòng cũng phụ họa vào rằng hai phần phim đầu tiên quả thực rất hay, họ định sau khi tan làm sẽ mua vé để xem cùng nhau. Nghe mọi người khen bộ phim hết mực, A Phi lẩm bẩm, phim gì thế nhỉ? Sao trước kia mình chưa nghe nói đến? Nói đoạn, cậu ta lên mạng tìm kiếm, sau đó mới biết thì ra đó là phim hoạt hình. Cậu ta nói vẻ ngạc nhiên, ôi trời, các chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình? Như vậy chẳng phải trẻ con lắm sao? Bầu không khí vui vẻ ban đầu bỗng bay biến, vài nữ đồng nghiệp tỏ ra khó chịu. Một đồng nghiệp vội giảng hòa, loại phim này phù hợp với mọi lứa tuổi, ai cũng có thể xem. Thế nhưng A Phi vẫn tiếp tục nói, phụ nữ các chị hay thật đấy, tới rạp chiếu phim không xem phim hành động mà lại xem phim hoạt hình, đúng là phí, phim hoạt hình xem trên điện thoại là được rồi. Một vài nữ đồng nghiệp bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng, nhưng kể từ đó, thái độ của họ đối với A Phi cũng trở nên lạnh nhạt. Xung quanh bạn có kiểu người như vậy không? Bạn đeo một sợi dây chuyền mới, họ liếc nhìn vài lần rồi bắt đầu hỏi dồn. Cậu mua bao nhiêu tiền thế? Ôi sao từng đấy tiền không mua vàng nguyên chất mà lại mua vàng tây? Cậu khờ quá, mua thế lỗ rồi. Bạn đổi túi mới, họ nói. Sao cậu lại đổi túi nữa rồi? Nhìn sơ qua cũng biết không hề rẻ, cậu tiêu hết tiền lương vào túi sách đúng không? Tóm lại, hễ họ mở miệng là tràn ngập năng lượng tiêu cực và chủ đề luôn xoay quanh bản thân họ. Cứ như thể nếu không sống theo cách suy nghĩ của họ, cuộc sống của bạn sẽ là một mớ hỗn độn. Thông thường, chúng ta cho rằng những người như vậy tuy ăn nói khó nghe nhưng không có ác ý mà là thẳng thắn, bộc trực. Tuy nhiên, những lời nói tiêu cực như thế nghe một, hai lần thì không sao, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư sẽ khiến người ta khó chịu. Sau một thời gian dài, cho dù đối phương không có ác ý, chúng ta cũng không muốn ở gần họ, bởi chẳng ai muốn ở cạnh một người ăn nói khó nghe suốt cả ngày. Điều quan trọng khi muốn giao tiếp hiệu quả chính là phải khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Giao tiếp không chỉ là kỹ năng mà còn thể hiện thái độ. Vậy, làm thế nào để bản thân trở thành một người được mọi người tôn trọng và yêu mến? Có người đã ví von rằng, vòng tròn giao tiếp của con người lấy bản thân làm tâm, tuổi tác, sở thích, kinh nghiệm, kiến thức là bán kính, do đó sẽ hình thành vô số vòng tròn đồng tâm. Vì vậy, nếu bạn và người khác càng có nhiều điểm chung thì diện tích giao nhau càng lớn, càng dễ khơi gợi sự đồng điệu. Bởi vậy, khi giao tiếp với người khác, điều quan trọng là phải tìm ra điểm tiếp xúc phù hợp. Nếu tiếp xúc khéo thì mọi việc sẽ đâu vào đấy, còn không thì sẽ xuất hiện khoảng cách. Thực ra trong lòng mỗi người đều có một góc dịu dàng và ấm áp, đó là nơi trú ngụ của những người thân thiết nhất. Một khi phát hiện ra bạn cũng đang quan tâm những người mà họ quan tâm, họ sẽ nảy sinh cảm giác gần gũi với bạn. Vậy nên, trong quá trình trò chuyện, bạn có thể tận dụng xu hướng tâm lý này của mọi người, coi những người mà đối phương quan tâm nhất như điểm tiếp xúc, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên. Lúc vừa tốt nghiệp, Tiểu Nhan không biết mình nên làm công việc gì. Một lần vô tình nhìn thấy tiệm làm móng tuyển học viên, cô liền quyết định tới đó học nghề. Sau một khoảng thời gian, Tiểu Nhan cảm thấy công việc làm móng rất thú vị và dự định sẽ theo đuổi nghề này lâu dài. Hôm đó là sinh nhật của con trai bà chủ, vừa khéo lại trùng với sinh nhật âm lịch của Tiểu Nhan.
Sau khi biết được điều này, bà chủ cảm thấy mình rất có duyên với Tiểu Nhan, thậm chí còn mua bánh kem tặng cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Kể từ đó, Tiểu Nhan luôn tổ chức sinh nhật vào ngày này. Bà chủ cũng coi cô như con gái nuôi, thường xuyên mời cô đến nhà chơi. Về sau khi mở một chi nhánh mới, bà chủ đã cất nhắc Tiểu Nhan trở thành quản lý của tiệm, cuối năm còn chia hoa hồng cho cô. Ngày nay, hầu hết mọi người đều tổ chức sinh nhật theo lịch dương, Tiểu Nhan cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sau khi biết sinh nhật âm lịch của mình trùng với sinh nhật dương lịch của con trai bà chủ, cô luôn đón sinh nhật cùng ngày với con trai bà chủ. Bằng cách này, ý thức về tình cảm gia đình đã được hình thành trong lòng bà chủ, khiến bà cảm thấy Tiểu Nhan là một người đáng tin cậy, về mặt tâm lý cũng có sự công nhận dành cho cô. Trong cuộc sống, nếu gặp phải trường hợp tương tự, bạn cũng có thể thử phương pháp này. Đầu tiên là tán gẫu về một vài chuyện ngoài lề để xóa nhòa cảm giác xa lạ của đôi bên. Sau đó dần đi sâu vào chủ đề chính. Làm như vậy sẽ hiệu quả hơn là vào đề một cách trực tiếp. Xã hội giống như một chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc, bạn sẽ gặp vô số người khác nhau, có người sắc sảo, có người thâm trầm. Nhưng không sao cả, những điều này không gây ảnh hưởng tới việc giao tiếp của bạn. Chỉ cần bạn tìm được điểm chung và giao lưu một cách chân thành. Như vậy, dù đối phương là ai, người ấy cũng sẽ cảm thấy gần gũi với bạn. Thay thế vẻ nghiêm nghị bằng sự hóm hỉnh. Những lời nói nghiêm nghị có thể khiến người khác kính phục, nhưng chúng thường tạo cho con người ta cảm giác cứng nhắc. Nếu bạn có thể giải thích sự việc một cách hài hước, chẳng những có thể khiến mọi người vui vẻ chấp nhận lời phê bình hoặc góp ý, mà còn cho mọi người cảm nhận được vẻ đẹp và sự thú vị của ngôn từ. Thực tế, ngôn từ hóm hỉnh sẽ đọng lại lâu trong trí nhớ cũng như để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Giáo viên phê bình học sinh là một việc nghiêm túc nhưng lại dễ tạo ác cảm cho học sinh, hơn nữa còn có khả năng không đạt được hiệu quả giáo dục. Trường hợp này, giáo viên nên xoa dịu bầu không khí phê bình nghiêm khắc, như vậy sẽ mang lại hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Một cậu học sinh chạy thình thịch trong lớp khiến các học sinh khác vô cùng bất bình. Đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Thấy vậy, cậu học sinh vội vàng trở về chỗ ngồi, chống tay lên bàn, bật người nhảy vào ghế. Thấy cô giáo đến, các học sinh đều nhao nhao phàn nàn với cô giáo, mong cô phê bình cậu học sinh nghịch ngợm nọ. Cô giáo cũng rất tức giận, thế nhưng thay vì phê bình, cô tươi cười nói: "Các em à, Lưu Tường là nhà vô địch chạy vượt rào tại Thế vận hội Olympic 2004. Và trong năm 2019 này, nhà họ Lưu lại xuất hiện một nhà vô địch chạy vượt rào khác, đó chính là bạn Lưu Kiệt ở lớp chúng ta." Cả lớp nghe thế thì bật cười. Lưu Kiệt ngượng chín cả mặt, đầu cúi gằm xuống đất. Kể từ đó, cậu không còn chạy lộn xộn trong lớp nữa. Diễn giả Hein Lehmann từng nói, giải quyết các vấn đề nghiêm trọng theo cách hài hước sẽ dễ chấp nhận hơn là giải quyết chúng một cách trực tiếp. Cũng giống như cô giáo trong ví dụ trên, đứng trước một học sinh vi phạm kỷ luật lớp, cô không nghiêm khắc phê bình mà lại nhắc nhở một cách hóm hỉnh. Một mặt thể hiện được sự quan tâm, bao dung của người giáo viên, mặt khác rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa giáo viên và học sinh, khiến học sinh nhận ra rằng cô giáo cũng có khía cạnh hài hước, không phải chỉ biết phê bình. Điều này có thể làm giảm áp lực tâm lý cho học sinh khi bị phê bình, đồng thời giúp các em cảm nhận và hiểu được ý định của giáo viên thông qua tiếng cười. Đôi khi quên tên của người khác khiến chúng ta thấy xấu hổ. Những lúc như vậy, nếu biết pha trò, bạn có thể xóa tan được sự ngại ngùng. Một người đàn ông họ Trần mang theo danh thiếp tới gặp người đàn ông họ Châu. Ông Châu thường xuyên đọc trạch từ và lần này cũng không ngoại lệ. Ông đọc nhầm chữ Trần thành Đông. Chú thích 12. Chữ Trần được cấu thành từ bộ phụ và chữ Đông. Tương tự, chữ Châu được cấu thành từ bộ khẩu và chữ Cát. Hết chú thích 12. Khi đón khách, ông cứ liến thoáng: "Ông Đông, mời ngồi, ông Đông, mời ngồi." Ông Trần bình tĩnh trả lời: "Không cần khách sáo đâu, ông Cát, không cần khách sáo đâu, ông Cát." Bấy giờ ông Châu có vẻ không vui lắm, hỏi: "Họ của tôi là Châu, tại sao ông lại gọi tôi là ông Cát?" Ông Trần thản nhiên đáp: "Họ của tôi là Trần,
Sao ông lại gọi tôi là ông Đông? Ông gọi sai tên tôi thì tôi cũng thế, ai sợ ai chứ? Nhờ vậy, ông Châu mới nhận ra mình đã đọc nhầm họ của đối phương, sau đó vội vàng xin lỗi. Trong quá trình giao tiếp, chúng ta có thể sẽ gặp phải một số chủ đề nghiêm túc. Lúc này nếu giọng điệu và biểu cảm của chúng ta cũng nghiêm nghị như chủ đề, chắc chắn sẽ khiến đối phương căng thẳng và bầu không khí sẽ trở nên ngột ngạt, nặng nề. Nếu chúng ta thay đổi giọng điệu, nói về chủ đề nghiêm túc với vẻ thoải mái, nhẹ nhàng thì sẽ nâng cao hiệu quả của cuộc trò chuyện. Có anh chàng nọ đến quán uống rượu, vừa nhấp một ngụm đã nôn ra. Anh ta vỗ bàn, lớn giọng quát. Chua chết đi được, rượu gì thế này? Các người buôn gian bán dối. Ông chủ cũng không phải dạng vừa, bèn gọi ngay nhân viên tới, đánh người khách kia một trận. Người khách lăn ra đất kêu gào. Lúc này một chàng trai khác bước vào quán, cậu hỏi. Có chuyện gì vậy? Các anh đang đấu vật à? Nghe vậy, ông chủ chợt nguôi ngoai cơn giận. Sau khi hiểu rõ tình hình, chàng trai cũng uống một ngụm rượu rồi bất ngờ cau mày, nói: "Ôi chao ông chủ, ông cũng đánh tôi một trận đi." Ông chủ thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của anh chàng, bèn ngượng ngùng mỉm cười. Sau đó ông lập tức sai nhân viên đổi rượu mới. Cả hai vị khách đều nói rằng rượu khó uống, nhưng một người thì bị đánh, còn người kia lại nhắc nhở ông chủ một cách hài hước. Có thể thấy rằng sự hài hước chính là vũ khí thần kỳ giúp cuộc nói chuyện diễn ra êm đẹp. Khi giao tiếp, nếu như gặp phải chủ đề khó mở lời, bạn có thể diễn đạt ý của mình theo cách hài hước. Bởi vì có những điều nếu chúng ta nói quá nghiêm nghị, người khác chắc chắn sẽ phật ý. Thay vào đó, hãy thêm một chút hài hước, dí dỏm, như vậy vừa có thể xoa dịu bầu không khí, vừa khiến cách diễn đạt của bạn đi sâu vào lòng người hơn. Hài hước kiểu thù địch là bày tỏ sự khen ngợi của bạn bằng giọng điệu của trách. Hài hước kiểu thù địch là một cách gây cười khéo léo, tuy bề ngoài có vẻ không hài lòng hoặc có thái độ thù địch với đối phương, nhưng thực tế lại là sự khen ngợi và công nhận dành cho họ. Cách gây cười này tương đối khó, bởi vấn đề biểu đạt và cách thể hiện của kiểu hài hước này rất nhạy cảm. Nếu vận dụng không khéo hoặc gặp phải người không có khiếu hài hước, thì sẽ rất dễ gây hiểu lầm và khiến người khác phật lòng. Tiểu Trương và Tiểu Triệu yêu nhau thắm thiết, nhưng do cả hai đều trong giai đoạn khởi nghiệp, tiền vốn chẳng có mấy, vậy nên họ phải phát huy hết tinh thần chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, áp lực cuộc sống không thể khiến tình yêu của hai người phai nhạt, chính sự lạc quan đã giúp họ tràn đầy hy vọng và tương lai. Một lần vào sinh nhật của Tiểu Triệu, Tiểu Trương đã mua một đôi hoa tai bạch kim để tặng bạn gái. Khi nhìn thấy món quà sinh nhật quý giá, Tiểu Triệu vừa xúc động, vừa hạnh phúc. Cô rất biết ơn khi thấy người yêu tặng mình một món quà quý giá như vậy trong điều kiện kinh tế hiện tại. Và vô cùng vui sướng vì tình yêu sâu đậm mà bạn trai dành cho mình. Tiểu Triệu kiềm chế sự phấn khích, giả vờ bình thản, nói: "Anh trúng số hay là cướp ngân hàng thế? Mua đôi hoa tai đẹp thế này, tiền lương một tháng của anh cũng bay sạch." Tiểu Trương mỉm cười, đáp: "Không phải đâu, anh nhặt được đấy." Tiểu Triệu bật cười trước câu trả lời của bạn trai, sau đó cả hai ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Sự của trách của Tiểu Triệu rõ ràng là do quan tâm đến Tiểu Trương, thế nhưng vẫn khó có thể che giấu được niềm yêu thích của cô dành cho món quà. Tiểu Trương nói nhặt được rõ ràng là trả lời lấy lệ. Thực ra anh ấy đã tự mua nó. Sự hài hước giữa hai người là sự thấu hiểu ngầm. Nếu đổi lại là người khác, e rằng sẽ cảm thấy chán nản do lời cổ trách, không biết điều của Tiểu Triệu hoặc khuyên Tiểu Trương giao nộp hoa tai cho công an vì câu nói nhặt được của anh ấy. Một công ty nọ có tỷ lệ nhân viên nam cao, do đó mà thường bàn luận về phụ nữ. Có lần họ bông đùa với nhau về thói xa xỉ của vợ mình. Một người nói: "Dù lớp trong cùng của chiếc ví có làm bằng băng dính hai mặt đi nữa thì cũng chẳng giữ nổi tiền của vợ tôi." Một người khác lại kể: "Theo lời vợ tôi, cô ấy thừa nhận mình thích tiêu tiền, nhưng đừng dùng từ xa xỉ để miêu tả cô ấy. Tốt nhất hãy tìm một từ mới." Kiểu hài hước này nghe có vẻ gây tổn thương cho mọi người, nhưng nhìn từ góc độ khác, những nhân viên này thực sự rất yêu và tự hào về vợ của mình. Ý nghĩa mà họ thực sự muốn biểu đạt là vợ mình ăn mặc đẹp hơn, có sức hấp dẫn hơn những người phụ nữ khác.
Họ thể hiện tình yêu dành cho vợ bằng cách lấy sự xa xỉ của vợ làm yếu tố gây cười, đồng thời dùng cách này để thay cho lời khoe trực tiếp. Trong xã hội hiện đại, cuộc sống bận rộn thường khiến con người ta quên mất việc thêm gia vị hài hước để tô điểm cho cuộc sống và giảm bớt căng thẳng. Vì vậy, khi gặp áp lực, đừng quên thư giãn bằng một chút hài hước. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể tiến gần hơn tới cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Có rất nhiều cách gây cười, nhiệm vụ của bạn là phải chọn ra cách phù hợp với bản thân, không cần thiết phải bắt chước kiểu hài hước của người khác. Đặc biệt, khi sử dụng sự hài hước kiểu thù địch, bạn cũng cần chú ý tới hoàn cảnh và đối tượng, lựa chọn cách gây cười phù hợp với đối phương. Trong một số trường hợp không tiện khoe khoang trực tiếp, sự hài hước kiểu thù địch có thể đóng vai trò như một lời khen ngợi. Hài hước kiểu thù địch dễ thu hút sự chú ý của người nghe hơn bất kỳ hình thức hài hước nào khác. Bởi vì xét về ý trên mặt chữ, kiểu hài hước này vạch trần khuyết điểm của người khác, mỉa mai, chế giễu đối phương, chẳng ai có thể nhắm mắt làm ngơ khi có người chỉ trích mình. Vậy nên họ nhất định sẽ hết sức chú ý, nghe không sót một từ nào. Tuy nhiên, kiểu hài hước này sẽ trở nên nhẹ nhàng ngay khi đối phương hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói. Từ đó, cuộc trò chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn và các ý kiến cũng được bày tỏ dễ dàng hơn. Hiệu quả của sự hài hước kiểu thù địch tất nhiên đã rõ ràng, song cần phải thận trọng khi vận dụng nó, bởi vì đôi khi thật khó tránh khỏi những lời châm biếm và ác ý. Dù cho chúng ta đã cố gắng hết sức để đưa ra sự phân tích một cách hợp lý, hơn nữa sự xúc phạm nhẹ được thể hiện qua bề ngoài của kiểu hài hước này rất dễ gây tổn thương cho người khác, khiến họ rơi vào tình trạng nghi ngờ và lo lắng không cần thiết. Bấy giờ chẳng những không đạt được hiệu ứng gây cười mà sự thù địch sẽ thực sự bộc lộ ra ngoài, lợi bất cập hại. Do đó, hài hước kiểu thù địch cần được kiểm soát tốt hết mức có thể. Những người mới học về các kiểu hài hước nên vận dụng nó một cách thận trọng. Lời chào hài hước có thể làm tăng thiện cảm. Có thể vẻ ngoài của bạn không thu hút người khác phái, có thể bạn không phải là người thành đạt, nhưng không sao cả, những điều đó không ảnh hưởng tới việc bạn trở thành một người hài hước. Hãy hài hước trước, hãy học cách chào hỏi người khác một cách hóm hỉnh. Điều này sẽ tạo cho bạn một sức hút khó cưỡng, và với những người có sức hút, thành công sẽ không còn quá xa xôi. Trong những cuộc gặp gỡ, nếu biết cách pha thêm chút hóm hỉnh và lời chào hỏi lịch sự, chúng ta có thể nhanh chóng xóa đi cảm giác xa lạ, thu hẹp khoảng cách tâm lý của đôi bên, tạo nền tảng vững chắc để tiếp xúc sâu hơn. Một giáo viên mới nọ sẽ phải dạy một tiết học dự giờ, ngoài các học sinh lần đầu gặp mặt, còn có các lãnh đạo phòng giáo vụ của trường. Để xua tan cảm giác xa lạ, thầy giáo mới đã tự giới thiệu bản thân trước khi bắt đầu bài giảng. Thầy nói, tôi đến từ thành phố biển Thâm Quyến xinh đẹp. Họ của tôi là tiền, không phải là tiền trong tiền đồ, mà là tiền trong không có tiền. Một câu mở đầu hài hước ngay lập tức đã khiến các học sinh và giáo viên dự giờ vô cùng thích thú. Khoảng cách giữa thầy giáo và mọi người được rút ngắn đi rất nhiều. Sự hài hước có sức mạnh và sức hấp dẫn rất lớn. Nó không chỉ giúp mọi người dễ dàng tạo ra bầu không khí hòa hợp, mà còn có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa người với người, từ đó giúp chúng ta đạt được mối giao hòa với người khác. Trên thực tế, không khó để chúng ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tâm lý với người khác. Chỉ cần bạn thử mở đầu bằng những lời chào dí dỏm giống như những chính khách, diễn giả hoặc nhà đàm phán, để lại ấn tượng ban đầu chân thực và thân thiện cho người khác. Như vậy sẽ giúp bạn tăng sức hút và khiến mọi người cảm thấy bạn là người dễ gần. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thích chơi saxophone, hơn nữa còn chơi rất hay, song tiếc rằng không có cơ hội để thể hiện. Có lần, trong bài phát biểu tranh cử Tổng thống trên kênh CNN, ông nói, có người đã hỏi tôi rằng ngoài thổi phồng, tôi còn biết thổi gì nữa. Tiếp đó, ông cầm chiếc kèn saxophone đang giấu sau lưng ra và tự tin nói, hôm nay tôi muốn cho mọi người biết rằng tôi còn thổi được cái này. Cựu Tổng thống đã chơi liên tục một số bài hát nổi tiếng, ai nấy đều say sưa nghe. Bầu không khí lúc đó vô cùng hòa hợp. Các cử tri đều cảm thấy thích thú trước sự hài hước của Bill Clinton.
đồng thời cũng ấn tượng trước khả năng chơi đàn xuất sắc của ông. Vậy là Bill Clinton đã thu hẹp khoảng cách với cử tri nhờ tài ăn nói hóm hỉnh, qua đó giành được thiện cảm lẫn sự ủng hộ của đa số cử tri. Trong các hoạt động xã giao, những câu chào hỏi hài hước chắc chắn là cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách với đám đông. Giống như Bill Clinton, sau khi bộc lộ sự hài hước, ông còn thể hiện tài năng cá nhân, hiển nhiên sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn những ứng cử viên khác. Hài hước là biểu hiện của trí thông minh và những người có khiếu hài hước được chào đón ở khắp mọi nơi. Nó không chỉ giúp giải quyết mâu thuẫn hay xua tan khó xử trong nhiều mối quan hệ, mà còn giúp người khác mở rộng tư duy để họ có cơ hội tự đánh giá bản thân. Điều kỳ diệu của hài hước nằm ở chỗ nó có thể giúp đánh bay cơn giận, mang lại niềm vui cho người khác cũng như rút ngắn khoảng cách giữa người với người. Phụ nữ thú vị, dễ gây cảm tình. Sự hài hước khiến mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ, và với những người phụ nữ biết cách vận dụng khiếu khôi hài, cuộc sống của họ cũng trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn. Trong giao tiếp, sự hóm hỉnh thực sự phải vừa đúng mực, vừa khiến đối phương hiểu được rằng bạn đang bày tỏ thiện chí một cách rõ ràng, thay vì để họ đánh giá thấp bạn. Khi vận dụng khéo léo, sự hài hước đầy thân thiện có thể tạo ra bầu không khí xã giao thoải mái ngay từ đầu. Vào giờ cao điểm mỗi sáng, trên xe buýt luôn chật cứng hành khách. Người này dính sát người kia, ai cũng phải chịu đựng kiểu tiếp xúc thân mật này. Trương Xuân Luy hơi thấp nên bị ép sát tới nỗi không thể chịu nổi. Thấy những người đứng bên cạnh đang nhíu mày nhăn trán, cô chợt nảy ra một ý, bèn hét lên. Này các bạn ơi, mọi người hãy hít vào một hơi, co người lại một chút, tôi sắp bị ép thành tấm ảnh rồi đây này. Nghe vậy, mọi người đều không kìm được bật cười. Đương nhiên, những người xung quanh Trương Xuân Luy cũng chủ động di chuyển một chút để cô dễ thở hơn. Vì cách nói hóm hỉnh, Trương Xuân Luy không những đạt được mục đích mà còn giúp mọi người trên xe cảm thấy dễ chịu hơn. Trong cuộc trò chuyện, mỗi câu nói đùa nhẹ nhàng có thể giúp đôi bên thư giãn và khuấy động bầu không khí. Vì vậy, những người hài hước thường được mọi người chào đón và quý mến. Một cửa hàng bách hóa nọ có đợt giảm giá sâu, người mua chen lấn xô đẩy khiến ai cũng bực bội. Một người phụ nữ trung niên tức giận nói với nhân viên thu ngân. May là tôi không đến đây để mua, sự lịch sự, nếu không chắc chắn tôi sẽ ra về tay không, bởi ở đây vốn dĩ không bán thứ này. Cô thu ngân im lặng một lúc, sau đó lễ phép trả lời. Thưa cô có thể cho tôi xem sự lịch sự của cô được không, để chúng tôi nhập loại hàng này về. Người phụ nữ sững sờ trong phút chốc rồi mỉm cười. Cứ như vậy, mâu thuẫn đã được giải quyết. Cô Thu Ngân đã dùng câu đùa dí dỏm để biến bầu không khí căng thẳng ban đầu trở nên thân thiện và nhẹ nhàng hơn, đồng thời cũng tránh được tranh cãi. Có thể nói rằng cô Thu Ngân này là một người phụ nữ thông minh và biết cách vận dụng sự hài hước. Một câu nói đùa thân thiện không chỉ xóa tan cảm giác xa lạ mà còn xoa dịu sự căng thẳng và giúp giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi pha trò, nhất định phải hiểu rõ tình huống, không nên lợn lành chữa thành lợn què. Nếu nói đùa không khéo và hài hước quá giới hạn, lại thành ra phản tác dụng. Dạo gần đây, một họa sĩ trẻ đã mua một ngôi nhà mới. Trước khi chuyển đến, anh ta nói với bạn của mình. Mình định sẽ sơn tường thật đẹp, sau đó vẽ vài bức tranh lên. Các cậu xem thử có ổn không? Những người bạn biết rõ trình độ của họa sĩ trẻ đều thầm cười. Một người bạn đã thẳng thắn nói, trình độ hội họa của cậu tốt nhất là đừng thể hiện ra. Nghe vậy, chàng họa sĩ liền tỏ vẻ không vui. Lúc này, cô bạn gái của họa sĩ mới đùa, em nghĩ anh nên vẽ vài bức tranh trước, sau đó hãy sơn tường. Chàng họa sĩ trẻ mỉm cười, đồng thời cũng bỏ luôn ý định vẽ tranh lên tường. Khi nói đùa, phải chú ý xem câu nói đùa của mình có bị hiểu nhầm hay không. Chúng ta nên cẩn trọng khi nói đùa với người lớn tuổi hơn hoặc với cấp trên, không nên quá giới hạn. Giữa những người cùng tuổi với nhau cũng cần chú ý tới tính cách của đối phương. Nếu đó là người quá nhạy cảm và hướng nội, chúng ta không nên đùa cợt bởi họ có thể cảm thấy bạn đang chế giễu, mỉa mai họ. Sự hài hước phải đúng mực, nói đùa cũng là một cách để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cho bản thân. Nếu tính cách, suy nghĩ và trình độ văn hóa của người pha trò nhã nhặn, lành mạnh, thì những câu đùa sẽ bộc lộ thiện chí. Ngược lại, nếu nội dung gây cười mang tính chất thô tục hoặc khiếm nhã
tất nhiên vẫn có thể khiến mọi người cười, nhưng về sau nó có thể gây phản cảm. Chỉ có câu nói đùa mang nội dung lành mạnh mới có thể khiến sự thích thú đọng lại lâu trong tâm trí mọi người. Một câu đùa vui thân thiện có thể ngay lập tức xóa bỏ rào cản tâm lý giữa hai bên, giúp mọi người trò chuyện vui vẻ. Người phụ nữ thông minh cũng như một nghệ sĩ hài, một câu nói đùa tinh tế có thể tạo nên bầu không khí hài hòa, dễ chịu. Thử hỏi có ai lại không yêu mến một người phụ nữ như vậy chứ? Hết chương 5. Để lại ấn tượng khó quên ngay lần đầu gặp mặt. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Vì vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chúc các bạn sẽ lĩnh hội được trọn vẹn những kiến thức quý báu, những bài học thành công đắt giá giúp cho sự phát triển cá nhân, cho xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng.